Trở lại chương trình của bạn trên ngắn, có vẻ như FBI đã chính thức từ chối. FBI đã từ chối công bố tài liệu điều tra gian lận ghi danh bầu cử. Wow, đăng ký bầu cử, ghi danh bầu cử. À, tại sao từ chối? À, lý do tại sao? Trong khi đó chính quyền của ông Biden cố gắng tuyên bố là một cái chính quyền cởi mở, một cái chính quyền giống như là cho dân thiên hạ biết những gì đang diễn ra. FBI đã tiếp quản một cuộc điều tra của 2020 về gian lận ghi danh bắt đầu tại Michigan nhưng từ chối yêu cầu của đạo luật. Tự do thông tin liên quan của cuộc điều tra với lý do miễn trừ luật đối với những cuộc điều tra đang diễn ra. Tức là họ là cho rằng cuộc điều tra đang keep going, thật ra họ không đưa ra. Theo hàng chục trang báo cáo của cảnh sát từ sở cảnh sát Muskegon và cảnh sát bang Michigan, một công ty có tên là GBI Strategy đang bị giám sát chặt chẽ vì tổ chức trung tâm cáo buộc lận ghi danh trong cuộc bầu cử 2020. Vấn đề ban đầu được chính quyền của thành phố và tiểu bang điều tra trước khi FBI tiếp quản. Các mối liên hệ với cơ quan trực tri địa phương và FBI vẫn tiếp tục kéo dài cho 2022. Nhưng không có bằng chứng nào về những việc xảy ra sau đó trước bản ghi nhớ Just the New thu được. Thông qua các yêu cầu được đưa ra đạo luật tự do thông tin của chính Michigan. Tuần trước, FBI đã từ chối các yêu cầu về đạo luật tự do thông tin quyền riêng tư. Just the News đã liên quan đến cái hồ sơ của cuộc điều tra chiến lược của GBI. Yêu cầu tìm kiếm cái bản sao tất cả các báo cáo, tài liệu, hồ sơ, chiến lược GBI bao gồm các thông tin liên lạc, thư từ giữa các cơ quan chiến lược GBI, Chicago, v.v. Michigan. Phản hồi của FBI có nội dung một phần là tài liệu bằng yêu cầu đang nằm trong một cuộc hồ tra điều tra không thể nào tiếp diễn được, điều tra không thể nào tiết lộ được. FBI đã trích dẫn bộ năm luật học Hoa Kỳ về việc miễn tiết lộ hồ sơ, cụ thể là hồ sơ hoặc thông tin đang được biên soạn cho mục đích thực thi pháp luật, nhưng chỉ trong cái phạm vi việc sản xuất hồ sơ thông tin thực thi pháp luật đó. Thông tin có thể dự đoán một cách hợp lý và sẽ can thiệp vào thủ tục thực thi. Phản hồi của cơ quan tiếp tục là hồ sơ đáp ứng cái yêu cầu của những người muốn lấy là hồ sơ thực thi pháp luật nên không được đưa ra. Thì tóm lại đó, cả một câu chuyện này để chứng minh là cái câu chuyện này là hoàn toàn đặt câu hỏi khi mà báo thư ký báo chí của Bộ Tư pháp vào tháng 8 nói rằng là khoảng 8.000 đến 10.000 đơn ghi danh cử tri đã nộp cho thư ký trước cổng tuyển cử 2020 có một số nghi ngờ là gian lận. Thì tôi không biết rằng là tại sao họ giấu giếm về điều này. Và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật cho quý vị nếu mà thật sự có những cái thông tin nào được cụ thể. Và tới ngày hôm nay, ai mà tin được 84 triệu cái lá phiếu cử tri của ông Biden đây? Không ai quý vị. Chào tạm biệt.